tuổi Ất Tỵ 1965, cứ xây nhà năm 2022, được thần tài chiếu cố, suốt đời giàu sang, phú quý. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, an cư lạc nghiệp là lời khuyên của ông bà ta được truyền từ rất nhiều đời nay và cho đến bây giờ vẫn còn giá trị sâu sắc. Một ngôi nhà tốt sẽ tạo nên hồng phúc và đem tới vận may cho gia chủ cùng các thành viên trong gia đình. Xét theo góc độ tâm linh, các yếu tố để tạo nên một ngôi nhà tốt bao gồm rất nhiều điều như cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý, cảnh quan xung quanh. Nhưng trong đó, quan trọng nhất vẫn là hướng nhà và tuổi của gia chủ. Đặc biệt, đối với gia chủ tuổi Ất Tỵ, với đặc điểm của cung mệnh là đại diện cho nhân tố đất, tầm quan trọng của hướng nhà lại càng nâng cao rõ rệt. Vậy các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ xây nhà năm 2022 Nhâm Dần như thế nào? Để phúc lộc dồi dào, càng ở lâu càng giàu có, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây của chương trình ngày hôm nay. Trong năm Nhâm Dần 2022, mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 đã bước sang tuổi 56. May mắn năm nay các mệnh chủ không bị phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc và Tam Tai. Xin chúc mừng tuổi Ất Tỵ, mệnh chủ có thể tiến hành xây nhà một cách thuận lợi và không cần phải mượn tuổi để xây nhà. Những gia chủ tuổi Ất Tỵ thuộc cung Cấn mệnh Thổ có 4 hướng tốt: Đông Bắc, Phục Vị, Tây Bắc, Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam, Sinh Khí. Những hướng xấu đối với tuổi Ất Tỵ bao gồm 4 hướng sau: hướng Nam họa hại, Đông Nam tuyệt mệnh, Đông lục sát, Bắc ngũ quỷ. Khi ở trong những ngôi nhà không hợp hướng thì những mệnh chủ tuổi Ất Tỵ thường gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, gia đình nhiều khi bất hòa, cãi cọ, công việc gặp nhiều trắc trở hay bị tiểu nhân hại lén và chọc gậy bánh xe, khiến cho con đường công danh sự nghiệp cũng như tài lộc bấp bênh. Cho dù có kiếm được tiền nhưng rồi cũng lại mất hết. Vậy nên để hóa giải những điều xấu do ở trong nhà không hợp hướng, những gia chủ tuổi Ất Tỵ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà không hợp hướng cho các gia chủ tuổi Ất Tỵ. Treo gương trước cửa để hóa giải những hung khí từ bên ngoài vào nhà, cũng như hóa giải những khí xấu do nhà không hợp hướng. Hơn nữa, gương này được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của gia chủ Ất Tỵ. Vậy nên gương này sẽ phát huy công năng tốt nhất, mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ và những người trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi chọn được hướng nhà tốt, nhưng để biết hướng đó có xây được hay không, chúng ta phải xem đến yếu tố thiên khí, tức là cát khí và hung tinh ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đất. Đất được vận tuổi nào xây cũng được, đất không được vận, chọn năm khác xây. Vậy trong năm 2022 Nhâm Dần, những hướng nhà nào xây tốt, hướng nào được lộc trời cho, giàu sang phú quý? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn nhâm, tý, quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao nhất bạch tài tinh đáo đến. Sao nhất bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài lại có thủy phóng quang, khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất bạch gặp được phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì sẽ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương kích vận để nghênh sao nhất bạch, giúp cho con đường quan vận học hành của những người trong gia đình được hành thông may mắn. Bên cạnh đó, hướng Bắc là một trong 4 hướng xấu với các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ ở vào hướng này sẽ bị vạ vào cùng ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh, nó đem đến cho những bệnh
Nó gây ra những bệnh quỷ quái, bệnh hoạn, tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này do tương khắc với ngũ hành nên sẽ gây đến nhiều mối nguy hiểm. Vì vậy, để hóa giải hung họa do nhà bị phạm ngũ quỷ, mệnh chủ tuổi Ất Tỵ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải những xung sát do nhà phạm hướng ngũ quỷ. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tí hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích làm ba dạng: tuệ là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp phượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài, phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hướng Nam với những gia chủ tuổi Ất Tỵ cũng là hướng không hợp. Tuổi Ất Tỵ ở hướng này sẽ bị phạm vào cung họa hại. Họa hại là sao Lộc Tồn thuộc hành Thổ, là một hung tinh gây nhiều hung khí, gây nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên mệnh chủ tuổi Ất Tỵ cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những hung khí do nhà không hợp hướng. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm ba sơn Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vì nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng, liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Những gia chủ tuổi Ất Tỵ mà ở nhà hướng Đông thì không được hướng, là một trong những hướng xấu cần phải tránh, vì hướng này rơi vào lục sát. Lục sát là sao Văn Khúc, có ngũ hành thuộc thủy, cùng là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi. Vậy nên mệnh chủ hãy nhớ treo trước cửa một chiếc gương bắt quái tinh cầu gỗ đào để hóa giải cho nhà không hợp hướng. Số gia chủ tuổi Ất Tỵ cùng với những người trong gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đủ đầy. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chạm đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tài mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa, cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Hướng Diên Niên với tuổi Ất Tỵ là hướng Tây, Diên Niên hay Phúc Đức, tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành Kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần Phúc Đức. Đối với hướng Đông Trạch thì Phúc Đức không được tốt, gặp tình huống Kim bị khắc chế nên lực khí tốt giảm đi rất nhiều. Thứ năm, hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, sao Lục Bạch tài tinh đào đến hướng. Lục Bạch là sao Vũ Khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao Lục Bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có nhiều nhân đinh. Nếu suy tử cuộc sống cô độc, nhà thường quá vợ, nhiều quả phụ. Lục Bạch cập nhất Bạch là sinh xuất. Nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy mai hoa phú quý, đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm.
hướng Tây Bắc cũng là một trong bốn hướng tốt với mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Khi ở hướng này, được hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh, mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này, sao Thiên Y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất vì ngũ hành thuộc thổ. Thứ sáu là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn sửu, cấn, dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm vào thái tuế mậu kỷ đô thiên. Những nhà tọa mùi hướng sửu bị phạm vào tam sát. Đây là 3 đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Hướng Đông Bắc là hướng tốt đối với các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Ở hướng này là hướng Phục Vị. Phục Vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh trạch chủ. Nếu gặp cát tinh, mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, gặp khung tinh mọi sự sa sút theo, sau này hợp với đông trạch hơn tây trạch. Thứ bảy là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm 3 sơn thìn, tốn, tị. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn, tọa tuất hướng thìn, xây mới bình thường. Hướng Đông Nam từ 112,5 đến 157,5 độ. Nhưng để mọi việc được hành thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn, bình an nhất. Như chúng ta đã biết, ở trên hướng Đông Nam cũng là hướng không hợp với mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Ở hướng này bị phạm vào hướng tuyệt mệnh, một trong bốn hướng xấu nhất. Tuyệt mệnh là sao phá quân, thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong 8 sao, gây ra tuyệt khí, tử khí vào nhà, gặp tai họa cho gia chủ. Hướng này gặp tuyệt mệnh càng nguy hiểm, vì lại gặp tăng khắc về ngũ hành nên sự nguy hiểm của nó càng gia tăng. Vì nên gia chủ cần phải treo gương bắt quái tinh cầu gỗ đào trước cửa nhà để hóa giải. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn mùi, khôn, thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm vào tuế phá, nhà tọa sửu hướng mùi bị phạm vào tam sát. Đây là 2 sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa cần hướng khôn có thể động thổ xây mới năm 2022. Hướng sinh khí với tuổi Ất Tỵ là hướng Tây Nam. Sinh khí là sao Thâm Lăng tinh, có ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh, mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng Đông tứ trạch thì được hợp trạch, vì thuộc tính ngũ hành của nó tương sinh đối với các hướng đó, giúp cho nhà cửa của gia chủ thịnh vượng lên. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà, cách hóa giải phù hợp với gia chủ tuổi Ất Tỵ năm 2022 nhâm dần. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.